đầu á, đầu nó bị rung. Đúng là xe quá mạnh. Đây là đường Phạm Hùng nha. Đường Phạm Hùng trời cũng mới vừa mưa xong nè. Trời luôn. Bộ Phạm Hùng này giống như là chứa được xe vậy, lúc nào cũng được xe. Sáng trưa chiều tối cũng được. Đây thì có là sông Ho Bắc Sa, Bạc Đồ. Đồ Phạm Hùng này á, người ta bán đồ ăn quá trời luôn, tùm lum á, quán ăn này kia rồi đồ ăn là đường gà ta nướng luôn, gì gà lu nướng tay tùm lum á, quá trời đồ ăn. Nè, ở đây nè, rẽ sang đường Tàu Văn Vũng đó đi, rẽ trái sang đường Tàu Văn Vũng nha.